Đây là Galaxy S10 này. Đó, thì bây giờ mình sẽ tắt cái màn hình đi. Mở lên lại ha. Thì hiện tại là không có khóa gì hết ha. Rồi giờ mình sẽ là chỉnh cho nó là cái khóa khóa màn hình. Lock screen đi. Rồi, mình kêu screen lock tile là kiểu vẽ đi. Nhưng mà mình sẽ vẽ thế này. Ha. Rồi, continue. Mình sẽ vẽ tiếp như thế này. Confirm ha. Khi bấm confirm rất là lâu. Phải đợi ít nhất là gần 1-2 phút gì đó. Đó, xong rồi. Đó, rồi nó sẽ hỏi này. Rồi bây giờ màn hình mở lên này, mình bút lên. À, sẽ có ha. Bút thì rất là nhanh nha. Khi lên này đó. Vẽ sai thì hiện nó vẽ tùm lum nhỉ, nhưng mà khi vẽ đúng này nhầm thì vẽ đúng này đó. Thì nó vô rất là nhanh, vẽ đúng này này. Con này phân pin không? Thì cái đúng lại này, mình nó vô được rất là nhanh. Rồi mà khi bắt đầu mình vô mình cấu hình lại cái lock screen này, bắt đầu mình đổi cái lock screen này ha. Bắt đầu vô đây này. Rồi hãy ngồi đợi ít nhất là 1 phút ạ. Ba mươi giây có thể lâu lắm. Đó, một hồi sau nó mới vô. Nó rất là khó chịu.